cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Đây là một cái cô bé mà cô ấy thi cử, cô ấy có rất là nhiều áp lực. Mỗi lần stress thì cô ấy sẽ lại tăng cân. Và cô ấy thi nhiều lắm, nên stress nhiều lắm. Và kết quả là tăng cân nhiều lắm. Thành thử ra cô ấy mới thi. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh Ngân An. Mình tên là Nguyễn Thị Ngân An. Mình sinh ra tại Quảng Ninh. Hiện tại thì mình vẫn đang theo học tại trường Đại học Hải Phòng. Ngoài ra thì mình cũng làm ca sĩ một quán cà phê. Nặng 99 cân. Trước đây thì mình cũng không để ý lắm về cân nặng. Đến năm lớp 12, mình bắt đầu ôn thi để thi vào đại học. Thì lúc đấy bị stress rất là nặng. Học bài ngày đêm. Rồi thì mẹ cứ tầm bổ thôi. Đùi gà hầm, rồi trứng hầm để cho con có sức để học. Kết thúc năm nhất thì mình về quê thì trời ơi, ai cũng ngỡ ngàng. Rồi sao lại béo thế, lên cân thì ra là 83 cân. Choáng váng luôn. Mình cũng kiêng tinh bột đấy, nhưng mà lại ăn thịt rán. Mình lại rất ít ăn rau. Mà một cái là mình lười vận động lắm. Cái cú sốc lớn nhất đó là đi thi Got Talent ở trường. Chỉ vừa lên sân khấu thôi, cả giám khảo đã không muốn nhìn xem mình trình diễn như nào rồi. Thậm chí nói chuyện riêng nữa, họ không quan tâm. Mình hiểu rằng là lúc đấy là mình bị coi thường. Nhưng mà mình vẫn cố hoàn thành xong, nhưng mà khi mà ban giám khảo đi về thì họ nhìn và họ cứ cười thôi. Theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân ấy, mình cảm thấy trời ơi sao kỳ diệu vậy. Người béo như thế mà lại nhảy siêu lên như vậy. Bạn bè của mình có người bảo mày đi thi chương trình đấy đi, cứ đưa mình những cái hy vọng rất là lớn. Mình muốn cái lượng mỡ trong cơ thể của mình ấy là đạt đến mức người bình thường. Mình muốn trở thành một người dancer, vừa hát lại còn vừa nhảy. Mình sẽ gửi lời đến mẹ mình, hãy tin tưởng vào con. Cho dù con có phải chịu rất rất nhiều những thử thách đi chăng nữa thì con vẫn sẽ quyết tâm tới cùng. Thí sinh của chúng ta bạn Ngân An. Trời ơi, còn ai đang đi cho bay về nữa thưa quý. Bạn làm như bạn biết bữa nay có giám khảo hả hồi sao mà đến nay chọn ngay cái bài tặng cho cô ấy thôi. Quá là bốc lửa. Chúng ta sẽ soạn tin nhắn cho bạn ấy là BN khoảng cách số 8 và gửi về tổng đài 8369 nếu như thích tiết mục này quý vị nhá. Và xin mời Hà Hồ ạ. Điều đầu tiên Hà nghĩ là bạn lại là một trong những thí sinh may mắn nữa khi là có cho mình một bạn nhảy mà rất siêu siêu phàm. Đó là Nhật Anh. Đây là cũng là một trong những người mà đã từng chỉ cho Hà nhảy múa. Đây là thầy giáo của chuyên gia hành hạ tất cả các học sinh để có thể xoạc hay là cho cơ thể của mình nó dẻo dai hơn. Thực ra Hà nghĩ rằng là bạn có được độ uốn lượn bởi vì có thể là do Nhật Anh đã chỉ cho bạn. Nhưng mà cái độ chắc chắn trong cái động tác ấy thì lại chưa có. Bạn phải để ý vào động tác tay chân của mình, kiểm soát được cái biên độ của mình sẽ làm như thế nào để cho đồng đều với cả cái bạn nhảy của mình. Bởi vì là hiện tại bây giờ là Nhật Anh lại đang bị nổi trội lên quá. Hy vọng là bạn sẽ tập luyện nhiều hơn nữa. Tập luyện sẽ giúp cho bạn vừa giảm cân mà vừa sẽ nhảy đẹp hơn. Cố gắng lên nhé. Có nghĩa là cái sự dẻo dai nó phải được kết hợp với cái sự dứt khoát. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Đầu tiên anh đánh giá cao về cái sự cố gắng của em. Vì
Em là người đầu tiên mang giày bót cao, cao gót đó. Mang giày thường và nhảy như vậy thì rất khó rồi. Lúc em mới bắt đầu thì anh thấy cái bài này có thể nó sẽ rất là hot. Cái hot này nó mất cái hot, nó hơi ấm, xong nó hơi lạnh. Em phải chắc hơn và mạnh hơn vì em nhảy với Nhật Anh. Nhật Anh rất là chất về jazz funk. Em phải nữ tính hơn bạn của em. Uống tay cho ngài. Đó. Đấy. Nhạc anh chỉ đi, chỉ đi, nhạc anh chỉ đi. 2, 3. Đó. Thấy ghét chưa? Thấy ghét chưa? Mời anh Đào Vĩnh Hưng. Với Hưng thì bạn chỉ dừng lại ở mức độ khá là thuộc bài. Bạn để mọi người chờ lâu quá mới thấy được những bước nhảy của bạn. Trang phục đẹp. Đẹp cả đội. Một bài bài thi tương đối. Đây. Dạ. Cảm ơn anh. Nói chung là cảm ơn anh. Và điểm số từ giám khảo xin mời Johnny Trần. 6. Hà Hồ. Ai biểu nhảy trên bài của tôi? 7. Anh Đàm. 6 luôn. Điểm trung bình đến từ giám khảo là 6,3. Chúc mừng bạn. Mời bạn về bàn cân. Cân nặng cũ của bạn là 99kg và cân nặng hiện tại là 95,5kg. Số cân giảm được là 3,5, tương đương với 3,5%, và tổng điểm là 9,8 điểm. Chúc mừng bạn. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.